Xin chào bà con, thì mình quay bà con xem về cái bệnh mà nứt trái trên cây bơ bút á. Đây, đây một cái trái bơ mình quay bà con, thì cái vườn này cũng vào mùa mưa này nó bị nứt nè. Đó bà con xem này. Đó mình hái trực tiếp bà con xem luôn á. Ở trên cây á thì trái bơ này nó cũng gần là 5-6 lạng một quả đó, mà tự nhiên chuẩn bị tới giai đoạn thu hoạch đó thì nó bị nứt hết nhà trên tay mình đó. Mình sẽ quay bà con xem về cái hiện trạng mà bơ bút trong mùa mưa này và những cơn bão và áp thấp nhiệt đới của tháng 8 tháng 9 này đó. Đó. Mình mở bà con xem, mình bắt ra nè. Cơm rất là vàng, nói chung mình nhìn rất là tiếc đó, mình cơm rất là ngon. Thì cái hiện trạng này mình cũng quay cách đây gần một tháng có một cái clip cho bà con xem về cái tình trạng mà thối như thế này đó, bà con xem nè. Ruột rất cơm rất là ngon, thì cái bơ bút á bà con biết rồi đó. Cơm rất là vàng, rất là chất lượng. Thì cái với hiện trạng này nó xảy ra lúc mùa mưa, nói chung là vào mùa mưa. Thì mình quay clip này để cho bà con xem và nắm rõ được cái hiện trạng và rút ra cái kinh nghiệm để sang năm chúng ta làm nó không bị ảnh hưởng cái hiện trạng mà nứt trái to như thế này. Cái bơ bút đây, những cái bơ rất là đẹp, trái rất là đều lớn, nhưng mà bị hiện trạng này nói chung là bà con nông dân chúng ta rất là tiếc. Thì qua clip này mình cứ quay từng cây và sẽ nói rõ bà con biết về cái nguyên nhân và cách khắc phục. Thì về cây bơ bút á, đó mình quay cũng cây này cây thứ hai á, mình sẽ quay những trái rụng cái đất bà con xem á, đó cũng rụng rất là nhiều. Thì bà con chúng ta không có rõ được nguyên nhân này thì mình nên nói nguyên nhân cái này nó do bọ xít chích và nó trời mưa nhiều xuống thì nó hay bị thối vào những cái lỗ mà bọ xít nó chích á, vì nấm khuẩn sẽ xâm nhập vào những cái nơi mà bọ xít nó chích, thì từ đó khi mà bọ xít chích á thì nó sẽ đẻ trứng vào trong đó, nói chung là nó cấy khuẩn vào trong đó. Thì nói nôm na như thế đã còn nắm rõ được cái vết thương mà của bọ xít nó chích trong đó. Khi mà cái thời gian mà mưa nhiều á, nó tạo điều kiện thuận lợi á, thì bắt đầu là nước sẽ xâm nhập vào đó và tiến hành là nấm khuẩn sẽ vào từ đó mà nó lây ran qua, nó khiến cho trái bơ chúng ta nứt dần mà thối. Thì cái việc phòng trị thì bà con phun thuốc nấm và thuốc khuẩn để phòng trị cái tình trạng mà cái trái bơ nứt. Và cái thứ hai nữa, chúng ta phải phun canxi bo và bóng trái đẹp trái. Chúng ta phải luôn luôn giữ được cái tình hình bóng trái đẹp trái cho cây bơ bút nha. Đó là mình khuyên cho bà con chúng ta, để tránh tình trạng một số bà con chúng ta bán bơ mà nó bị nứt nổ hết đó, thì khiến cho lấy buôn, thì nghĩa là người thu hoạch chúng ta họ sẽ mua giá rẻ. Rẻ ở đây có nghĩa là cái hàng nó khó bán. Thì bà con cũng hiểu rõ, cái bơ bút chúng ta đầu tư á, thì chúng ta sẽ thu lại lợi nhuận cao. Chúng ta phun đẹp thì nó sẽ có giá tiền của đẹp, chúng ta không chăm sóc á, thì nó sẽ có giá tiền của không chăm sóc. Thì cái nào cũng có mặt tốt và mặt hại của nó. Nên cái vườn bơ này mình quay bà con thì nó đang bị hiện trạng này, thì mình cũng vô tư vấn và tìm hiểu để khắc phục cho bà con nông dân. Đó, bơ rất là sai đó, nhưng bị một số tình trạng đó thì mình cũng khuyên cho bà con nông dân chúng ta phải nên khắc phục gấp về cái hiện trạng đó, để tránh tình trạng khi mà nó nứt hết cây thì chúng ta bán sẽ không có thu nhập nhiều. Và cái tình trạng của cái bơ bút chúng ta nứt và thối rụng vào mùa mưa, đặc biệt vào mùa mưa nha. Chứ còn với hiện trạng trái lớn như này thì hầu như bọ xít nó sẽ không chích nữa. Thì trong giai đoạn này thì bà con chúng ta chỉ cần một việc là bón phân, bón kali rồi thì để cho nó nuôi dinh dưỡng vào trái để cho cơm ngon. Và ở trên chúng ta phun bón lá canxi bo rồi bón trái đẹp trái rồi. Và muốn giữ trái lâu thì bà con phun kẽm. Thì quan trọng là thuốc nha. Nếu bà con cứ mua những cái thuốc mà không rõ nguồn gốc hay những thuốc rẻ thế, thì nó sẽ không được chất lượng cao. Thì qua clip này mình nói để bà con nắm rõ được. Còn về cái clip thì mình quay cái vườn bơ này, mình cho hướng dẫn và kỹ thuật cho nông dân xử lý về cái tình trạng mà thối trái đó. Thì mình cũng cho anh phun đó là thuốc sâu sen với thuốc nấm, thuốc khuẩn để bà con khắc phục. Đó, hôm nay trái này mình quay bà con xem á. Thì về hợp chất thì bà con mua mà có ba hợp chất đó là xysanton và cái magnozet và metalaxy. Thì những cái này chúng ta phối hợp với nhau ta phun, thì quan trọng là thuốc thôi. Về hợp chất thì hầu như thuốc nấm và thuốc khuẩn ở thị trường chúng ta bán rất là nhiều. Thì về bên thuốc thì mình cũng hướng dẫn cho bà con đó, đó là hướng dẫn rất là chi tiết rồi để bà con phun. Thì về vấn đề thứ hai đó là vấn đề xì mũ xì gốc á, thì mình cũng nhắc lại ở những tất cả clip khác mình quay mình cũng đã hướng dẫn cho bà con rồi, nhưng clip này mình cũng nhắc lại là bà con nên phòng quét gốc. Còn nếu bà con này chúng ta không có điều kiện hoặc không có tiền mua thuốc á, thì bà con chúng ta mua bóc đô, đồng xuân phát với vôi. Vôi ở đây là vôi tươi nha. Bà con pha tỷ lệ bóc đô là 1:1 cho mình rồi quét gốc cho mình. Thì quét 0.11 thì chúng ta pha tỷ lệ 1:4:20 quét gốc cho đậm đặc hơn, thì nó sẽ hiệu quả rất là cao. Thì đó là còn bóc đô chúng ta phun ở trên thì trừ nấm hoặc rửa vườn cũng rất là tốt. Còn nếu mà phòng cái bệnh mà thối cổ rễ thì bà con có thể pha bóc đô tưới gốc cũng được, tỷ lệ 1:1. Thì đây là những cái clip mình cũng chia sẻ hết mình với bà con nông dân chúng ta, để cho những bà con nông dân chúng ta ai chưa có kinh nghiệm hoặc ở xa không có điều kiện để được đội ngũ bên Trái Cây Theo Mùa Đắk Lắk hỗ trợ, thì bà con cứ xem clip và để nắm ra hiểu rõ về cây bơ bút. Và nếu bà con nào nghe không rõ hay có những thắc mắc nào thì bà con cứ gọi số điện thoại dưới để mình tư vấn cụ thể cho bà con và cách sử dụng và một số phương pháp làm cành tỉa cành cho cây bơ bút để hiệu quả cao và bà con có thể thu nhập và tạo được cái nguồn thu nhập của mình để tạo cái nền kinh tế mình phát triển lên. Thì hiện tại cái bơ bút của mình quay cũng rất nhiều clip rồi để cho bà con xem. Thì sắp tới đây sẽ vào tháng 11 âm lịch hoặc là cuối tháng 12 chuẩn bị giai đoạn trước gần Tết thì mình sẽ làm những clip hướng dẫn cho bà con về cái quy trình xử lý cái bông làm sao cho nó đậu và tránh được cái tình trạng mà rụng bông đồng loạt, và cái thời tiết nó sẽ làm thuận nó đi cho chúng ta sản lượng bông nó sẽ đậu nhiều, và những cái phương pháp mà để phòng và bò xít nó khỏi chích trên cây bơ của chúng ta. Thì đó là cái clip này mình quay bà con xem để bà con nắm rõ được cái bệnh mà nước trái. Như ở những clip khác mình cũng nói rất là rõ cho bà con xem. Thì qua lại clip này bà con vô lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả các video tiếp theo của Trái Cây Theo Mùa Đắk Lắk. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.